thấy sắp sắp vô hung hung vợ rồi sờ sờ máu máu vợ là biết rồi. Em đẹp quá, khen thí thế lắm, khen ổi hôm nay em thơm quá, em không có hôi là mình biết thế nào cũng có một câu sau là tối nay cho anh quện nha. Tớ có nghĩa là câu trước là khen vợ, nhưng câu sau đậm là tối nay cho anh quện nha. Cho ân huệ đó phải không? Phải, cho, này cho anh quện một cái. Ân huệ anh. Rồi, bây giờ xin mời chú rể. Hôm nay tôi nhìn bạn rất đẹp trai. Mời cô dâu giới thiệu về mình trước. Dạ, em tên là Thân Thanh Thúy. Em năm nay 30 tuổi và hiện là giáo viên mầm non. Còn em? Em Phạm Trần Thế, là kỹ thuật viên, 27 tuổi. 27 tuổi? Dạ. Như vậy là thua cô dâu 3 tuổi. Nhưng mà Thúy Thúy trẻ hơn. Trẻ đó nghe, tại vì cô giáo mầm non. Ừ. Cho nên tiếp cận với các bé phải vì trẻ hoài đúng không? Dạ. Đúng đó. Em cũng nghe tao khen quá. Rồi, bây giờ cho anh hỏi nè, cái ấn tượng đầu tiên của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Em đã làm tiệm nét cho cô, rồi xong rồi cô là chủ của nhà trẻ luôn. Ủa là sao? Cô á, được chủ á. Tức là em làm trong tiệm nét, còn vợ em làm ở mẫu giáo, coi là trong mầm non đúng không? Vậy sao mắc mới gì gặp được nhau ta? Cô đó mở tiệm nét nhưng mà tiệm nét với nhà trẻ gần nhau. Gần nhau cho nên là trưa thì ăn cơm trưa mấy cô hay ăn chung, và nhà với là tiệm nét cũng ghép chung vô đó luôn, ăn cơm chung thì hôm đó mới gặp nhau. Hai bạn gặp nhau thì bên nào để ý bên nào trước? Em để ý trước. Điều gì mà em để ý cô này? Múp. Cô giáo múp quá. Cô giáo múp quá kìa. Bây giờ ông Thế ông nói cho tôi nghe, ông nhìn đâu mà ông nói người ta múp? Tại giờ mặc đồ cưới không thấy. Mặc đồ cưới không thấy? Dạ. Mặc đồ gì mới thấy múp? Mới đầu tập thể dục quá, nhìn vô cái múp quá. Vô ăn cơm đây nhìn cô giáo không? Rồi không có để ý. Cái bữa đó thì em lên ăn cơm sớm hơn mọi khi, thì mới gặp ông này, ông đang ngồi ăn. Mà ông ăn, ông không có dòm tới ai hết trơn, cắm đầu xuống ăn vậy nè. Ông nói chuyện với ai ăn bất chấp vậy. Em mới hỏi chị cái bên, ủa ai vậy? Thì chị mới nói là, này làm tiệm nét, ở ngoài tiệm nét vô ăn cơm. Nói vậy hả? Cái cũng hỏi em ở đâu, không nói cười. Ăn tự nhiên, đương nhiên em không có sao đâu. Cũng không nói cười, cũng cắm đầu ăn không. Mình nghĩ chắc là nhỏ tuổi hơn mình rồi, cho nên là mình cũng xưng em ngọt xớt vậy đó. Chị mà lớn hơn 3 tuổi đâu dám để ý đâu. Vậy sao nãy em nói em vô để ý là để ý rồi mà... nhưng mà để ý có gái chưa có biết tuổi. Mấy ngày sau mới biết là tuổi nên không dám đụng luôn. Lúc đó đang lớn tuổi hơn mình không? Là né luôn đó. Né luôn. Ủa nhưng mà đang còn quen với quê một cô lệ nữa. Mình không dám mà dám gỡ. Rất là thẳng. Rất là chân chất. Nhưng mà nếu mà tỷ dụ mà cô này cũng nhỏ hơn em là em có ghẹo liền không? Ghẹo liền. Có chứ. Ghẹo liền. Cho đến cái lúc mà chuyển giai đoạn là yêu nhau đó, thì là cái câu chuyện như thế nào? Em cũng có người yêu ở Mỹ, ông nội này thì cũng có người yêu ở quê. Dạ, cho nên là hai đứa hoàn toàn độc lập, giống như chơi với nhau như chị em với nhau thôi. Có một lần Lục tự nhiên cảm thấy ông này sao quan tâm mình quá mức rồi, có nhiều nhiều cái hành động mình nghĩ chọc có khi nào mình thích mình không trời. Có nghĩa là Thế đã để ý người chị này rồi. Dạ. Từ khi nào? Không biết luôn. Đó là cái hành động nào mà em nói là bạn này quan tâm đến em nhiều? Hỏi han nè, rồi cái chuyện gì mà chị Thúy nhờ là làm tất tần tật luôn, rửa hình dùng cho mấy đứa nhỏ là điều rửa luôn hết, rửa luôn. Đã vậy trong cái USB đó nó còn có hình người yêu cũ nữa, của chị Thúy nữa. Nó lại lôi cái hình chị Thúy với lại người yêu cũ rắc thành một tấm đi rửa cho chị Thúy bỏ vô trong cái bóp nữa. Nhưng mà lúc đó là em vô tư mà đúng không? Vô tư. Lúc đó, lúc đó là còn quen người quen. Rồi bây giờ anh đoán nè, lúc đó vẫn còn là tình chị em, chắc là từ cái tình cảm của Thúy với người yêu bên Mỹ đó chắc có rạn nứt rồi, lúc đó thì hai bên này mới bắt đầu cảm thông với nhau đúng không? Và em với người yêu em chia tay rồi. Chưa chia tay. Còn quen nhưng mà xa quá, rồi ở gần dưới đây có tình cảm trước. Rồi lúc anh sao chia tay được với người kia? Trốn luôn, không về quê luôn. Ủa nhưng mà rồi yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Trong một năm là cưới. Một năm. À chắc có lẽ là suôn sẻ đúng không? Không có suôn sẻ, tại vì là bên gia đình chồng thì đồng ý. Lý do? Thì lớn tuổi với lại xa nữa. Ở Bình Định. Xa rồi. Đi. Quê xa. Đi rước dâu phải xa đúng không? Rồi không cho Em làm gì để mà rước nàng về Vinh? Điện năn nỉ mà không có ai chịu hết. Điện về nói là chuyện này Tết năm nay con chở người yêu con về ra mắt ông bà nội với mẹ. Cái điện lên nói là chuyện này mày dẫn nó về, nó tao đuổi cha với mẹ ra đều ở nha. Cái cha mẹ nói mày thương tao được có dẫn con nhỏ nó về kia. Tết ra chở vợ về luôn. Tới già cái cha mẹ xanh mặt mày hết. Sợ đuổi ra khỏi đường. Em thấy mặt của ba mẹ chồng em cũng sợ lắm, sợ tái mẹ tao mét hết trơn à. Mẹ bưng cái chén bún cho tao mà run hết trơn luôn. Có cha thì còn bình tĩnh, cha dắt xe vô rồi cha lấy túi xách rồi vô. Xong rồi hai đứa mới xuống dưới nhà bà nội á. Xuống thì ông này nói chung là hồi nào giờ cũng sợ ông bà nội.
xuống thì cũng rụt rè lắm, cũng ơi thưa bà nội, ông bà nội con mới về, nói lưu thiên nói ông bà nội cũng trả lời trả vốn vậy luôn. Các em thấy vậy em cũng ớn quá, sao tình hình căng thẳng quá vậy trời. Sau đó mới ra sau rửa mặt xong thì vô cũng nói chuyện cứ cởi mở rồi hỏi thăm bình thường như thế thôi. Không hiểu sao cái bà nội chuyển thái độ 180 độ luôn. Rồi qua ngày hôm sau là bà nội gật câu là thầy dở thằng tế luôn, không có cần. Thôi dễ thương quá hả? Rồi lúc đó là gia đình đồng ý luôn. Dạ là cha với mẹ chồng thì không có vấn đề gì, ông bà nội ok là ông cha mẹ chồng ok thôi. Vậy thì cái lúc mà khi mà em biết được là gia đình chồng á là che em già rồi không đồng ý á, thì lúc đó thái độ em sao, em buồn không? Dạ nản lắm, tính là chia tay cho rồi chứ chưa cái gì mới có bắt đầu mà con này thì không chịu. Cứ đòi cái xong cái dặn xong cái qua sân thượng nhà tao ngồi tự kỷ vậy. Cái bò bên đây nghĩ nói hoài mà cứ thật ngu như hoài không nói gì hết. Rồi hành động thế sao? Tức quá nãy giờ đi không, đi lấy gạch đập đầu á, biết là bên đó có cục gạch mục lắm. Mục phải không? Mục rồi, không dám đập nhưng cục gạch mới đập bể đầu rồi, đập luôn bể nát đập không đi. Dạ bể cục gạch luôn. Lúc nãy em nhìn thấy em sợ không? Dạ không, tại vì biết ông này em sợ đau. Thành ra mà gạch thì mưa nắng rồi xuống nó chắc nó cũng mục rồi, mà ông dọa mình trước, nhưng mà ông địa thì mấy cục gạch có cục nào mục không, ông mới đập đi, đầu ai đó bể chứ đâu phải mình bể đâu. Rồi sao? Cái đi vô nhà với bộ xỉu. Xỉu bằng con mày nữa. Cái cây cô giáo đi lên xong cái thấy xỉu cái lầu vô. Tao giật trong gáy rồi thọt ép lum muốn cười mà không cười được. Mình sắp nữa. Đâu dám ngứa mặt lên cười tao quấn chết vậy. Đừng cứ giật hoài đạo quả muốn chết luôn á. Gái chịu đựng. Nếu mày cười lên là thấy chửi giận nữa. Coi như là sợ chửi giận nữa. Mà lúc em có biết giả bộ không? Dạ biết. Cái mặt này giả bộ là biết hay vậy lắm. Vậy thì em tại sao không giật cuồng nhiệt lên để dạ cho họ ghét. Em chỉ đứng quanh tay em dòm thử để diễn tới chừng để nào để coi chịu thôi. Được dạ à, diễn sâu tới chừng nào đó. Đến bao lâu thì mới đuối quá rồi đau quá cứ thọt ép hoài ai mà chịu nổi rồi luôn. Rồi xong dặn tiếp là sau cái vụ đó là mới dẫn về quê đúng không? Coi như lấy rồi đó, bắt đầu là không có gì ngăn cản các bạn nữa hết đúng không? Dạ qua hết rồi đúng không? Và bây giờ về sống chung mái nhà hay có cái gì gọi là vỡ mộng về đối tượng của mình không? Dạ cũng vỡ mộng nhiều lắm, tại vì tính là hơi con nít bày hoài lắm, làm tới đâu là bày tới đó à, chứ không có phải gọn gàng sạch sẽ, mà tính của em thì phải kỹ, làm xong là phải sạch sẽ, phải gọn thế nào. Dạ mỗi lần em sai em làm cái gì mà cổ mà cô giáo không vừa lòng thì cổ sao? Như là vợ đi làm ở nhà cái là giặt đồ xong cái giặt xong mà không vũ á là la, tại vì hai đứa ở trong team net luôn, xong rồi la cái mấy thằng team net nó nói sao vợ em dữ quá. Nó lớn tiếng thôi chứ cũng phải là la gì nữa. Sao ông không có phơi đồ mà ông không có vũ cái quần áo ra cho nó ngay thẳng gì hết trơn á, nói bao nhiêu lần rồi mà ngày lần nào cũng vậy hết trơn, cứ lấy đồ lên là móc lên mà giặt tùm giặt đồ mới giặt là nó nhầu, lúc mà phải vũ ra thì nó mới thẳng thóm được. Mà cứ bóc lên là nhau có nhiều, móc lên cho nó nhanh đồ y như cái đồ dẻ vậy đó. Thành ra mỗi lần mà xếp đồ là rất là bực bội. Cho nên là nói bao nhiêu lần mà không có sửa. Ngoài cái bầy hầy ra là còn cái gì xấu nữa không? Dạ lật lọng lắm. Lật lọng hả? Chết rồi, kể đi em. Dạ mỗi lần làm sai là nói không có chịu nhận, đổ thừa đứa này đứa kia, thậm chí mà gái lớn giờ 3 tuổi rồi đó. Đổ thừa con gái luôn không? Dạ đúng rồi, đổ dễ thừa sợ luôn. Không những hả, nhỏ mới 16 tuổi cũng đổ thừa nó luôn. Cái gì? 16 tháng đó. Đổ thừa luôn, nhỏ 16 tháng. Đổ thừa cái gì? Nói nghe coi. Giống như là cũng cái tật bài thầy đó, dọn đấy xong cái về nó cha sao cha cái này ông không dịp dẹp vậy. Mít. Sao mà làm không chịu dẹp với mít. Trời ơi, mà nhỏ 16 tháng mà mình nói lần nào dễ sợ quá, bí quá đó. Sợ xong mà đôi chối lắm, đôi chối cực kỳ luôn. Hồi đó có một lần là đang chơi con bú trong phòng thì ổng người này cũng vô tình thôi chứ không phải là theo dõi ổng, cái dòm ra trước sao thấy ông đang khui chai nước ngọt, chắc nghĩ chơi khui cho khách thôi. Ông khui xong lấy ly đá ông rót ra ông uống mà ông dòm vô phía trong phòng mới coi mình có dòm ra không. Uống lén đó. Dạ đúng rồi, uống lén. Xong cái thấy rồi im ru không nói tiếng nào hết. Cái ông uống xong cái ông còn miếng nữa nè, ông uống cho hết đi thôi, uống xong phi tan đi không. Để lại trong thùng đá đó, đi dành uống nữa. Cái trong này em cho con uống xong, em giả bộ em đi ra, xong dỡ thùng đá ra, cầm chai nước ngọt lên, ủa cha, cái nước ngọt này của ai vậy? Của khách á, của khách uống còn dư, để dành xíu nữa ăn uống. Là dối trá đó, dối trá. Dạ, dối trá lắm. Cái em nói là, tôi ngồi trong đó, tôi thấy rõ ràng, ông múc cái ly đá ra, ông rót vô, ông uống, ông còn dòm cho thử, tôi có dòm ông không, mà giờ ông nói là của khách, giờ này của ai? Của anh. Đúng rồi, phải bắt tận tay dây tận mặt thì lúc đó mới không chối, chứ không là chối bất chấp, lật chối lòng. Chừng nào mà không được nữa. Lật lòng đó. Ủa rồi sợ vợ lắm hả cưng? Tại vì không có thích vợ buồn. Không thích là vợ buồn. Cái bất công rồi em quạo lên là cái cãi lộn rồi không có vui. Chứ không phải là vợ đánh hả? Có bao giờ bị đánh đòn như cô giáo đánh học sinh cũng chưa? Sợ nhưng mà né
đứng xa lắm. Tại vì vợ Bình Định có võ không dám đứng là à, nghe nào. Đầu tiên là gì bậy hay nè. Thứ hai là lật lọng. Lật lọng, dối trá. Thứ ba là dối trá rồi giờ còn nữa không? Chắc là hết rồi. Chuyện chồng thời quên mất tiêu rồi, trung quá quên rồi. Vậy hả? Thôi giờ tới gì tới chồng đi. Hay la chồng quá. Rồi gì nữa? Kỹ quá. Thí dụ như là phơi đồ xong rồi đem vô xếp á, bỏ sủ hết trơn rồi đi làm gì đấy. Em nè, anh xếp đồ hết trơn cho em rồi đó, em sướng rồi. Ai ngờ đâu ngồi đi ra trước đi vô thấy bao lồi ra bao xếp lại hết trơn. Công kỹ chưa bao giờ xếp bỏ cũng chết luôn. Kỹ quá phải không? Rồi hay muốn lên máu luôn vậy đó. Muốn lên máu. Còn gì nữa không? Ham tiền. Ham tiền. Trời ơi, không có kẹo mà ham tiền. Tiền mà không phải là mình ham, nhưng mà nói cái gì mình cũng nói tới tiền. Lúc bà sao bà ham tiền quá. Khi em mới tức lên nói là ủa ông sống không cần tiền, không có tiền sao có, không có vật chất sao có tinh thần, mà đó ông này ông làm cực lắm mà ông xem trọng tiền, giống như ông bán buôn rồi cả ngày vậy đó, mà nguyên cái thùng, nguyên cái hộp tiền ông để trước, ai lấy ông không có lấy. Ủa gì kỳ vậy? Tại vì chiếc cửa của bán nó bí á, cái xong rồi tối bán xong rồi có cái hộp tiền trong á, cái bán xong gửi tủ ông bỏ hộp tiền ngoài đường á, ai muốn làm gì làm. Còn lần nữa cái này là ổng kể lại mà không biết có thiệt hay không. Ông đi ngồi đường rớt ra tờ 100 ngàn, ông tính quay lại lấy, cái ông kia lại lấy, ông nói thôi cho lấy luôn. Thôi vậy hả? Chứ giờ lại hỏi nó của con, ông đâu cũng đâu có trả đâu, nói cô này tiền mày có giấu không mà chết luôn, có công cứ lộ rồi đâu, đi vô. Tiền của mình mà không dám lấy, thôi người ta lấy rồi cho lấy luôn. Tụi em còn chuyện gì vui nữa không? Đi làm về mà thấy sắp sáp vô hung hung vợ rồi sờ sờ mó mó vợ là biết rồi. Em đẹp quá, khen thí thế lắm, khen ồ hôm nay em thơm quá, em không có hôi, là mình biết thế nào cũng có một câu sau là tối nay cho anh quện nha. Tức có nghĩa là câu trước là khen vợ, nhưng câu sau đậm thôi là tối nay cho anh quện nha. Cho ân huệ đó phải không? Không phải, cho anh quện một cái. Quện, 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 quện. Cái từ nó thô thiển cái đầu á, nó có vậy thôi. Rồi bây giờ em mong muốn ở thế thay đổi điều gì? Bớt nhây bớt xàm lại, mới xàm lắm, xàm cả ngày, xàm nhức cả đầu luôn vậy đó. Mất mà dạ có đầu nói xàm vui mà. Nói xàm cho vui không thôi, nhà buồn hiu à, nói cho vợ vui á. Không, nói vui thì cũng cái lúc, nhiều lúc mình đang bực mình mà tự nhiên cái lại cũng sờ mó kêu vợ ơi, em ơi anh muốn có cái gì đó với em ơi thầy thứ này thứ nọ, nói chung là kiếm mọi chuyện để nói, mà nhiều khi chọc cho bực lên thêm vậy đó. Thế còn thế mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bớt to tiếng lại. To tiếng bớt kỹ lại, kỹ quá. Người ta to tiếng tại vì ông xàm quá, người ta mới to tiếng chứ. Xàm thì nhây nữa. Rồi người ta kỹ vậy là tốt cho con ông, với lại tốt cho ông mộng đòi, người ta không kỹ. Đàn bạn gái là phải kỹ lưỡng sạch sẽ, hiểu không? Đó là cái yếu tố quan trọng nhất. Thử mà giờ mà bê bối luộm thuộm coi. Bày hay. Là bày hay coi là em chán liền. Trời, hiểu ông chưa? Ngày xưa ông cũng bày hay lắm, rèn lắm mới được vậy nè. Thôi bây giờ vậy đi, chị chúc cho tụi em á là lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy. Cái gia đình tụi em rất là dễ thương. Dễ thương quá. Hiểu không? Và nhớ một điều á là thế á, chỉ cần em chững chạc lên một chút xíu, có nghĩa là em vẫn giữ cái vô tư của em như vậy cho không khí gia đình vui, nhưng mà phải đúng lúc đúng chỗ, giống như là vợ em nói vậy đó. Còn bình thường á thì cũng phải có những lúc em phải chứng tỏ em là người đàn ông trụ cột của gia đình. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Rồi, xin chào hai bạn. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Con tên Trang, con sinh năm 2000 ạ. Con đang làm gì? Dạ, con kinh doanh online thôi ạ. Năm nay con 24 tuổi rồi ạ. Hiện tại con với chồng con ở quận 9. Mời con. Con đây là Vũ Quốc Hải. Năm nay con 27 tuổi và con là YouTuber ca sĩ ạ. Hiện tại thì con có cái YouTube là có khoảng tầm 615.000 người đăng ký. Tên gì nào? Dạ, tên là Vũ Quốc Hải luôn. Bài hát mà con nhận được sự ủng hộ nhiều nhất đó là bài hát gì? Dạ, bài hát được ủng hộ nhiều nhất là bài hát đầu tay phát hành luôn vào năm 2021 là bài Mất Nhau Yên Bình. Thì bài đấy thì được tổng lượt dùng nhạc ở trên TikTok là hơn 100 triệu. Ôi ôi. Nhạc hơn 100 triệu lượt xem. Còn ở trên Zing thì khoảng tầm được hơn 6 triệu lượt nghe. Dạ, YouTube thì MV chính chủ thì được khoảng tầm 3 triệu lượt nghe ạ. Hay quá. Con có thể con hát một câu hoặc là một đoạn trong cái bài hát này để mà tặng cho khán giả được không? Dạ vâng ạ. Con hát bài Mất Nhau Yên Bình nhé. Đây là một sáng tác của bạn Huỳnh Văn. Nếu có những lúc ta nhớ đến ngày đôi khóe mi chưa cay, chưa xảy ra hôm nay đắng cay, đem hết hành lý vào trong khung hình, mình mất nhau yên bình, ngàn vết dao vô hình in sâu bóng hình nhân tình. Hai bạn này gặp nhau sao? Sao mà quen nhau được nè? Hôm đấy là hôm cuối tuần thì con vô tình ra phố đi bộ Nguyễn Huệ ấy. Con có
hát giao lưu với các nhóm nhạc ở ngoài đường phố, có cái loa kẹo kéo á. Thì hôm đấy là bạn con livestream, vợ con có vô khen là anh hát hay quá, hát tiếp đi. Nhưng mà trước đó thì con cũng đã biết vợ con rồi qua một người bạn khác. Vô tình thì một hôm thì thấy đang đăng một cái status buồn, thì con có vô bảo là sao buồn thế. Nhưng đi làm về tự nhiên nhắn tin cho con là anh vừa đi làm về, anh vừa ăn cơm xong, trong khi bọn con không có mối quan hệ gì hết, như kiểu thông báo như người yêu vậy ấy. Bắt đầu nói chuyện cũng được vài ba hôm ấy, thấy hợp nhau quá là thôi con tỏ tình luôn. Wow. Bé lúc đó là con hát chưa? Dạ lúc đó là hát rồi ạ. À. Con nhớ ông nhầm là 23 giờ 22 phút ngày 17 tháng 8 năm 2017 là tỏ tình online. Dạ. Ôi, từ 2017 mà ông nhớ đến giờ đến phút như thế thì có mà quá sâu đậm rồi. Tại vì là giây phút định mệnh mà. Ồ, đó. Vậy là lần đầu tiên con gặp anh là gặp qua cái livestream hả? Dạ đúng rồi, nhìn qua livestream. Lúc đó anh hát hay không? Dạ hay, ý là rất là thích cái cô. Nhưng mà say nắng ấy cô chú ạ. Say nắng luôn. Thời điểm đó là thực sự là nghèo, rất nghèo. Rất nghèo luôn, có nghĩa là một cái điện thoại smartphone không có nữa. Vì trước đó thì cũng đã đi đường gây tai nạn cho người ta, là cũng phải bán xe bán cộ rồi để đền cho người ta rồi. Cho nên là một mình thì đi xuống đi làm lơ xe. Mà lơ xe thì cô chú cũng biết là đi ngay tỉnh này mai tỉnh nọ, là cực lâu lắm. Lâu chỉ được khi nào đi về cảng Cát Lái á, thì về đấy thì nhờ điện thoại của bạn để online Facebook. Thì online Facebook thì thấy nick của Trang sáng thì cứ nhắn tin cho Trang thôi. Về hồi đấy buồn là không biết nhắn tin cho ai cả. Hồi đấy là cũng không có chủ đích là tán bé Trang. Nhưng mà nói chuyện thấy một hồi thì bạn ấy rất là nhiệt tình, biết quan tâm. Có những lâu hôm mà gọi điện nói chuyện với nhau đến nửa đêm chỉ để hát cho vợ nghe thôi. Là điện thoại đó của ai? Điện thoại đấy là của bạn của con. Và vợ con này là trước đó cũng có một anh tán vợ con. Vợ con thì lúc đấy đang học 12, cũng không có điện thoại mà dùng luôn. Thì anh ấy bảo là thôi đưa điện thoại để nói chuyện với anh ấy đi. Nhưng mà vợ con thực ra là không thích bạn đấy. Xong cuối cùng là đến tầm 9-10 giờ đêm bảo là thôi em đi ngủ đây, xong để nói chuyện với con. Cuối cùng là hai đứa nói chuyện với nhau, không phải là điện thoại chính chủ. Tao đi mượn điện thoại nói chuyện với nhau thôi. Nói chung là đến bây giờ mà cưới được vợ con là có phải cảm ơn cái chàng trai đấy đã tạo cơ hội cho vợ con nói chuyện với vợ. Dễ thương quá. Rồi khi nào thì hai đứa mới gặp mặt nhau ở ngoài? Ngày chính xác là ngày 1 tháng 9 năm 2017. Là lúc đó là về trước một ngày thì vợ con thì bên đạo nói dối với mẹ là mẹ ơi con đi lễ, thực ra là đi đón trai, là đi đón con. Là lúc đó con đi xe từ Sài Gòn về đến cứ rút Đắk Nông ấy, đi xe ra đón con. Lần đầu tiên con gặp vợ con ở ngoài đời. Dạ. Con thấy như thế nào? Đấy là bị ốm, con nặn gió, nhìn xinh như Bồ Tát vậy. Tức là con đi lên Đắk Nông là nhà con ở trên đó luôn hả? Dạ. Dạ, nhà con với nhà vợ con thì cách nhau khoảng tầm 4 cây thôi. À. Dạ. 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 Hợp á. Lúc con nhìn thấy chồng con ở ngoài đời á, con thấy thương ảnh không? Con thương liền không? Dạ, cảm giác đầu tiên là hơi bất ngờ ạ. Tại vì ngoài xấu lắm ạ. Tại vì ngoài xấu lắm ạ. Xấu mà anh xấu đến nỗi mà mặt nhiều mụn lắm mà dạ còn đen, mà mặc một cái bộ đồ kiểu đúng là nghèo cô, bạc phát cho luôn cổ áo rồi quần bạc lắm. Nên là nhìn hơi bất ngờ. Dạ nhưng mà vẫn không biết sao, nhưng mà vẫn yêu. Bởi vì ngày đấy là kiểu là làm container đi lên xe thì cứ nay tỉnh này mai tỉnh nọ, không có chỗ ở cố định. Tức là đến đâu thì có cái chỗ nào mà người ta cho tắm rửa thì giặt cái là phơi vội trên cái xe luôn. Tức là những cái đồ bộ đồ mới chỉ phơi được vài bữa là trên xe ô tô phơi nắng phơi mưa là nó bạc hết màu thôi. Là chỉ có vài được chắc được ba bộ đồ thôi. Trời ơi thương quá. Có khi mà yêu vợ con không thì con quyết định là con nghỉ là lơ container luôn, lơ xe luôn. Con về thì bắt đầu lại con đi tìm quán nét, con trông quán nét. Bán, là ở Sài Gòn đúng không? Không, con quyết định con về cư trú Đắk Nông luôn. Con đi làm trong quán nét thì lại không có xe thì lại nhờ vợ chở đi lên đấy để đi xin việc. Nói chung là một năm đầu thì khổ sở cực lắm. Thế rồi sau khi con tốt nghiệp lớp 12 rồi là tụi con định hướng công việc như thế nào? Con học lớp 12 xong thì anh có nói với con là lên Sài Gòn là bất động sản. Sau đấy thì có con với anh vô xin bố mẹ con để lên Sài Gòn làm. Nhưng con cũng không nghĩ là bố mẹ con cho đi, nhưng nói chuyện hồi sau anh nói sao bố mẹ cho đi luôn. Nhưng mà con hiểu sao, con hiểu sao hồi đó là đúng là trên răng dưới cái dép khô ấy, không có cái gì cả. Có nghĩa hồi đó thì đi làm một năm thì chắc là mua được cái iPhone rồi, iPhone 5, iPhone 6 để dùng thôi, không có xe cộ, mà không hiểu sao vào đấy thao túng tâm lý được bố mẹ vợ. Mà bố mẹ vợ cho đồng ý cho đi luôn. Khi mà làm bất động sản thì khoảng tầm một tháng thì hai đứa đều có giao dịch, và mức lương đầu tiên nhận được khoảng tầm từ 17 đến 20 triệu. Lúc này là con khá là lớn rồi. Thì bắt đầu là con bắt đầu con đi mua xe. Mua xe rồi con bắt đầu con là công việc. Thì làm bất động sản thì cứ nghĩ là màu hồng, ai cũng lúc nào cũng trong đầu cũng nghĩ là mình khi nào mình bán được. Vì sao con chỉ có công ty mới thì có những cái lô đất bán mình có thể hoa hồng được 4-50 triệu. Thì mình cứ vay mượn tiền bạc
rồi vay mượn bạn bè để chạy marketing, xong rồi đi dán quảng cáo rồi các thứ. Xong đến cứ thế thời gian khoảng tầm đến đầu 2019 thì kiểu làm không bán, không có duyên đủ bán ấy. Thì đầu 2019 là nợ khoảng tầm 70-80 triệu á. Lúc mình nợ, xong vợ con thương quá, vợ con bảo hay thôi chồng cứ làm bất động sản đi để vợ đi làm công nhân. Để vợ đi làm công nhân thì tháng chắc được 5-6 triệu thì về đủ tiền ăn tiền uống. Bắt đầu con đi vay mượn anh chị đồng nghiệp cũ, vay được 3 triệu. Xong con đi mua cái loa kéo 8 triệu con mua trả góp. Xong bắt đầu con cũng đi ra ngoài, lần ngày đầu tiên thì con khởi nghiệp là cũng là thứ năm luôn. Con đi ra ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ con đi hát. Xong rồi lúc đấy là không có bán hàng gì hết á. Xong mọi người bảo khán giả bảo là bọn em hát thế này, bọn em bán buôn bán cái gì có tiền. Xong ngày hôm sau thì mua mấy cái bịch mà bánh dài dài bánh gấu này. Thì đêm đầu tiên hát được 1,5 triệu. Kiểu mừng quá sao tự nhiên có tiền đấy. Xong kiểu mừng quá khóc, bắt đầu là không tin mình kiếm được nhiều tiền như vậy một ngày ấy. Xong bắt đầu là cứ tiếp theo là cứ tiếp tục vậy. Xong thấy người ta đăng YouTube cái gì thì mình cũng hát về đấy, thấy bài hát nào hot thì mình cũng hát. Đó là con khởi nghiệp là từ kẹo kéo. Xong rồi đến khoảng tầm 5-6 tháng sau thì lúc đấy thì con bắt đầu là cũng được nhiều người biết tới rồi, cũng có khán giả biết tới nhiều rồi. Trước đó thì con làm văn phòng thì con chỉ mặc quần tây áo sơ mi thôi, tóc đen, lúc đấy là con ăn mặc kiểu phong cách bụi ấy. Bụi đấy con còn tẩy có tóc bạch kim nữa. Xong ôm con khóc bảo là anh thay đổi như này em nhìn không quen, hay là Hải của ngày xưa đi. Nói vậy là thích con như thế, còn không thích con đi hát hò, không thích con đi làm nghệ thuật đâu. Là vợ con thì tính cách là chỉ thích yên bình thôi, bình làm đủ sống thôi. Còn con thì là một cái người hoàn toàn khác, trái ngược vợ con. Con là con ý chí cầu tiến, con có nhiệt huyết và con có đam mê và con có khát vọng nhiều. Ban ngày thì bán hàng buôn bán, ban đêm thì lại đi theo con, đi đẩy loa, đi quay clip cho con. Ban đầu bảo bán bánh thì không ngại, không bán. Thì con thấy bài nào, ví dụ bài hồi đó có những bài nào đang hot trending, đang hay thì con sẽ cover lại, con đăng lên YouTube thì nhờ vợ con quay dùm. Xong rồi quay dùm xong lại vợ lại đẩy phụ chồng đẩy loa đi, xong lại từ nắp lòng thủ thiêm xong lại qua bên Bùi Viện, lại cứ leo đẹo theo chồng vậy. Xong có nhiều bạn với nhiều cô với nhiều anh rồi, sao mày xinh gái thế này mà lúc nào mày cũng đi leo đẽo mày theo thằng Hải vậy, không có tương lai. Xong rồi sao mày không bỏ nó đi yêu thằng khác đó. Nhưng mà vợ con thì cũng tính cách trung tình, vẫn thương vợ thôi. Yêu nhau thì năm nào cũng hôn hết, 2019 một lần, 2020, 2021, 2022 một lần. Nhưng mà đến 2022 mới cầu ở mấy cưới chính thức. Mới chịu cho cưới đấy. Thế là cầu hôn đúng là bốn cái nhẫn là hay sao? Dạ chắc cũng phải tầm 3-4 cái nhẫn. Cái này là mỗi thu. Ở kênh YouTube từ 100.000 người đăng ký lên 300-400.000 người đăng ký sau một vài tháng. Thì lúc đấy là con cảm thấy là kinh tế ổn định rồi, cũng kiếm được, cũng tháng cũng kiếm được cũng khá nhiều rồi, cũng có được 100-200. Thì là bảo thôi bây giờ anh quyết định là xong, con dẫn mẹ con vào là 2020 đấy, vào trong nhà nói chuyện người lớn, lại làm một clip cầu hôn lần nữa. Cầu hôn nữa. Tháng 8 hay không, tháng 9 hay 2020 đấy. Xong rồi bắt đầu là thôi bảo là thôi bây giờ thì xác định khoảng tầm tháng 11 cưới thì thôi vợ chồng mình bây giờ thì thả đi cho có bầu đi để cưới. Thì cũng thả tẹt ga đấy, thì đến khoảng tầm tháng 9 tháng 10 là có bầu. Thế có bầu thì xác định xong rồi hai gia đình nói chuyện rồi các bên là cưới luôn, phải cưới thôi. Lúc đấy lại xảy ra biến cố lớn nữa. Biến cố gì nữa? Vợ con có bầu thì bắt đầu thay tính đổi nết, cáu kỉnh rồi khó tính. Thì vợ con lại không thích một cái bạn này, nhưng mà bạn đấy thì lại đi từ Sài Gòn về để quay clip với con. Thì vì bạn này là kiểu là tính bạn đấy thì hay trêu ghẹo, hay kiểu thả thính, nên là vợ con tính không thích các bạn nữ đấy. Bạn gái gì là bạn đúng nữ đấy ạ. Kể đi con. Hồi đấy con với chồng con thì lại hay cãi nhau, kiểu là tự nhiên ông ấy thay đổi chóng mặt, tại suốt ngày đi với bạn này bạn kia. Lúc đấy là con nổi lên đó, là chồng con bán hàng được 1-2 tháng là mua được một cái xe BMW rồi. Thì là chồng con suốt ngày con lại say xe không đi được xe ô tô. Thế là bình thường ngày nào cũng chở gái đi thôi cô ạ. Nên là công việc là buộc phải là đi tán gái đấy. Dạ. Thế là lúc sau bạn đấy quen bạn nữ này thì lại con cũng biết bạn nữ này rồi, thì là trước đấy cũng có quen nhưng mà con chưa gặp. Nhưng mà bạn nữ này thế này con với chồng con giận nhau, thì bạn nữ này bảo con là ý là chắc là gạ anh có bầu để ý là kiểu như là bám víu anh này kia. Thật sự lúc đấy con không cần. Thế là con vợ chồng cãi nhau, bạn nữ đấy còn rủ chồng con lên ở với bạn nữ ấy nữa. Thế là con tức lắm, xong con bảo không cưới nữa. Không cưới dạ. Mà trước ngày cưới đó. Dạ đúng đó. Rồi. Là trước ngày cưới khoảng tầm được 20 ngày á, là lúc đấy hai gia đình đã in thiệp hết rồi. Xong rồi lúc đấy về thì con vào nhà vợ con thì vợ con kiểu là bất đồng quan điểm ấy. Xong rồi vợ con nói chuyện thì con không chịu nghe. Con vào con đóng rầm cửa vào, vẫn là không muốn cãi nhau nữa. Vợ con bảo là anh có ra đây không? Không ra. Xong rồi sau con quay đi quay lại thấy xoảng kính cái, bể kính luôn. Bể kính trong phòng ấy. Thì con ban đầu con cứ nghĩ là vợ con bực quá, cầm cái ly ném vào, xong đến khi ra ngoài thì thấy tay đầy máu không. Ôi giời ơi, đấm điên, bực đến nỗi là đấm kính luôn. Ôi rồi ôi, đấm kính luôn. Xong rồi bắt đầu là về thì mẹ vợ con hoảng quá, thì con gọi mẹ vợ của con ở dưới vườn đi làm cà phê ấy. Gọi lên thì để băng bó nói chuyện, xong rồi
chửi con ghê lắm, xong con không nói chuyện nữa, xong con về về nhà thì bố mẹ cũng biết tin, thì xong rồi bắt đầu hai gia đình là quyết định là hủy hôn, là thôi tạm thời không cưới nữa, tại vì nó bất đồng quan điểm nhiều quá, với lại ở đây cũng dịch là chỉ tổ chức mấy mâm thôi, là xong rồi mẹ bảo thôi mày ra Hà Nội thời gian để phát triển công việc đi. Vì lúc bắt đầu là con được nhiều người biết tới thì con cũng được tiếp xúc và làm việc rất là nhiều các KOL nổi tiếng, xong ra đấy con làm việc thì nói chung là đi thì vẫn nhớ vợ lắm, nhớ vợ, lúc nhớ đó con là lắm. Con đang bầu bì mà đúng không? Dạ. Rồi sao? Tức là coi như là gần cưới phát không cưới luôn. Luôn, không cưới dạ, luôn. Thế rồi em bé thì sao? Con bảo con tự nuôi luôn, không cần chồng. Không là không đám cưới mà con đẻ luôn. Dạ chưa. Đến lúc đấy là con ra ngoài Hà Nội khoảng tầm được 20 ngày thì con nhớ vợ quá, mà hai bên gia đình cả mẹ vợ với mẹ chồng là quyết định là không cho cưới nữa. Con nhớ vợ quá thì con lén con book vé máy bay đón vợ ra chăm sóc cho vợ. Xong rồi cứ êm đềm đến 2021 để em bé. Xong rồi đến 2022 thì lại cầu hôn lần nữa. Bắt đầu mới cưới. Mà bây giờ là cuối cùng là cưới chưa? Dạ cưới rồi. Rồi. Mới cưới năm ngoái. Dạ cưới tháng 10 2022. Có nghĩa là ông cũng lén bố mẹ, ông hốt bả ra để ông tự tay ông chăm sóc vợ ông. Ý là như vậy. Dạ. Thôi sẵn về con nói luôn tính xấu của chồng con đi. Chồng đó. có cái tính gì xấu nói con nghe coi. Đó. Nhiều tính xấu lắm. Vợ chồng con là cũng ở dơ. Ở dơ dạ. Với lại đàn ông đứa nào ở dơ con ạ? Vâng, dạ. Với lại đặc biệt gái vú là không phải là gạ đâu mà cứ kiểu trêu ghẹo, gặp ai cũng trêu được. Ổng trêu hả? Dạ đúng rồi, ý là trêu theo kiểu là cái tính cách nghề nghiệp đấy, nên là lúc nào cũng cứ gặp ai cũng trêu hết, xong vẫn thả thính bằng mồm. Dạ, đấy. Dạ đúng rồi, thế là mình ngày xưa thì con có ghen chứ bây giờ thì con kiểu như là quen rồi nên là không thấy có cảm giác nữa. Còn với một điều là nóng tính ạ. Nóng tính lên thì làm cái gì? Chửi, chơi game thua cũng chửi con, cũng quay ra chửi con được. Tại em ngồi đây em cũng động vào tay anh hay là. Nhưng mà có ghen không? Ghen, con ghen một, chắc ông phải ghen 10. Hả? Sao ghen sao con? Ghen mười? Con làm ông gì là mà ca sĩ ghen? Mà em mặc dù đi quay với gái nhưng mà con không có một người bạn nào con trai hết. Thế ghen là ghen kiểu gì? Thế ghen với gì? Cỏ cây hoa lá à? Ghen với cỏ cây hoa lá. Ví dụ như là bạn nào đủ đấy con chơi game là một bạn nam thôi, cũng chặn luôn Facebook bạn ấy luôn. Được chơi luôn. Không được quen, nó cho nói chuyện luôn. Ủa tại sao vậy? Còn nhắn tin cả dàn mặt nữa. Bởi vì là tính cách con đa nghi. Con lại hay làm những cái nội dung mà chuyên về những cái tình huống thả thính gái tan gái, cho nên là mình phải hiểu tính cách đàn ông. Tức là khi mà lại nhắn tin cho vợ mình nó phải có mục đích. Cho nên là không có đứa nào mà nó bình thường mà nhắn tin cho vợ mình cả. Nói chung là không có lửa thì sao có khói. Dạ đúng rồi. Bây giờ con muốn chồng con ông Tào Tháo này ông thay đổi cái gì? Chắc bớt nóng tính nữa thôi, còn mấy cái thật kia vẫn chịu được. Vẫn chịu được. Dạ. Rồi bây giờ tới con đó. Vợ có những cái tật xấu gì? Tật xấu vợ con thì nói chung là kể đến mai cũng hết được. Mà thôi để con tìm xem cái tật xấu là điểm cái nào mà nó điển hình lại thôi, chắc bóp lại thôi. Ngủ đêm là hay ngày mớ này. Ví dụ mà trong giấc mơ, ví dụ nói câu chuyện là anh ơi, đá bóng đi. Con cũng kết theo con nói chuyện dùng, bắt đầu dắt 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 từ giấc mơ ra đến ngoài. Sau đấy khi tỉnh dậy là qua ra đánh chồng. Và sao anh không để cho em mơ? Tại sao anh cứ dắt em vậy? Đó là nửa đêm cứ nói mớ, con đang ngủ nói mớ như ma đấy. Dắt cũng nóng tính. Không thấy nó đập tay vô cái kiến là dạ, biết dạ, rồi đó. Kinh rồi, đó, kinh rồi, rồi kinh rồi. Có hay cãi với chồng không? Có cãi ngang với chồng. Để cãi đến khi biết chồng đúng rồi bắt đầu lơ bắt đầu là không biết gì hết. Dạ đi. Dạ đi. Tẹn tò đấy. Dạ vâng. Có nghĩa là khi mà đang lái xe với nhau mà cãi mà chồng nói đúng rồi không nghe, xong đến đi khi đang dừng đang đi trên quốc lộ luôn. Bực quá, nói không nghe, hai vợ chồng cấp xe vào, bật cái cam hành trình lên check ra là cái lỗi này do vợ thì bắt đầu là mới im. Là bắt đầu tiếng tò. Dạ. Dạ, nói chung là một ngày thì cãi nhau đến 10 lần nhưng mà không bao giờ giận nhau được quá 2 tiếng. Thế con mong vợ con thay đổi điều gì? Nói chung là con mong vợ con bớt nóng tính hơn, con yêu thương chồng con hơn. Thế con chỉ mong vậy thôi, còn lại thì con cảm thấy là vợ con là người tuyệt vời nhất rồi. Hai đứa đều mong nhau đừng có nóng tính em coi. Dạ. Vì cả hai ông bà cùng nóng được còn gì nữa đúng không? Dạ. Nói chung là hai vợ chồng khắc khẩu. Dạ, trước đây con hiền lắm, không bao giờ nói cãi lại một câu luôn. Nhưng mà tại do anh nóng tính quá nên là con bị nhiễm ấy ạ. Nói chung là nóng tính cách của vợ con bây giờ là cũng một phần do tính cách của con nữa. Ảnh hưởng. Là trước vợ con hiền thật thà lắm con nói. Vậy thì bây giờ theo chú cái người cần phải thay đổi làm gương đó. Dạ. Là Hải. Dạ. Con đã cố gắng, con vượt khó để mà có được một sự thành công ngày hôm nay. Đó là một điều đáng quý mà chúng ta cần phải trân trọng. Nghe con. Và cũng các con đã vượt qua biết bao nhiêu những cái biến cố để mà có được cái niềm hạnh phúc ngày hôm nay thì phải càng phải giữ. Dạ. Yeah. Càng phải giữ. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn hai con nghe. Con cảm ơn cô chú ạ. Trời ơi, nam thần của màn ảnh Việt.
nam thần. Em còn tâm là nó đẹp thiệt luôn á. Nam thần của màn ảnh dạ. Việt, trời ơi. Lâu lắm rồi mới gặp lại em luôn á. Dạ, em chào anh, chào cô. Dạ, vợ chồng em xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Xin tự giới thiệu mình là Ngọc Thuận, là diễn viên, bây giờ cũng là đầu bếp. Còn đây là vợ của Thuận. Con tên là Bích Ngọc. Lại con đang kinh doanh trên một cái mạng gọi là TikTok ạ. Dạ. Bây giờ giờ cô biết tại sao mà con có thể lấy vợ mà thần tốc như vậy luôn. Con nói thiệt với cô luôn nha, con vừa gặp vợ con thôi. Con cũng quen mà con không có xác định là rõ ràng với ai hết trơn á. Chứ con cũng nghĩ là chắc con không lấy vợ đâu, con chỉ là quen rồi giống như cuộc sống mình cái thời gian đó mình gặp ai thì mình giống như mình cứ đi vậy thôi, mình cứ tập trung làm việc, lo cho cuộc sống, lo cho gia đình. Giống như nó là vậy thôi. Ừ. Cái là cơ duyên đầu tiên mà con gặp vợ con đúng không? Dạ, là ở đâu? Sẵn là con nói luôn đó, cái lần đó là ở đâu? Gặp ở đám cưới của một gọi là partner làm ăn chung với lại con. Nhưng mà con có ngồi gần Ngọc không? Hay là con ngồi đối diện hay là con ngồi xéo xéo? Con ngồi đối diện xéo xéo. Đối diện thì dễ. Nhưng mà con không nhìn vợ con luôn. Con không nhìn vợ con, con chỉ nhìn chậm không? Con canh vợ con không nhìn, con mới nhìn. Tức là con không có cho vợ con biết là con nhìn vợ con. Ngọc, con nói cho anh Tuyên là cô này với mọi người biết đi. Cái hôm đó khi mà Ngọc Thuận xuất hiện ở bàn của con á, thì con đã biết anh Thuận là anh Thuận chưa? Là diễn viên chưa? Dạ, lúc mà mới bước vô cái sảnh đó thì tự nhiên con thấy cái anh nào đang đứng ở chụp với cô dâu chú rể á, xong mà nhìn sáng đẹp dữ, quen quen. Xong rồi con hỏi bạn con mà hình như cái này anh này diễn viên hay gì á. Xong rồi con lên mạng search, đúng rồi anh này hay coi Gạo Nếp Gạo Tẻ, là con cũng có ấn tượng đẹp liền. Đúng không? Tại tự nhiên cái chỗ bắt sáng giống như rồi sáng chung cái chỗ đó. Rồi xong lúc thấy. Lúc mà ảnh đến bàn con ảnh ngồi á, thì lúc đó con sao, cảm giác con sao? Cái tim con nó có đập hơn, nó có đập mạnh hơn không? Lúc đó vợ con tưởng con BD, tại con nhìn mấy con trai không mà. Đúng rồi. Tại vì bàn đó con trai nhiều, con nhìn mấy người bạn con trai con không mà. Con nhìn, nhưng mà con ngồi con nhìn như là uống, mà nhìn con canh hết, canh cái bàn tĩnh lặng, con mới liếc qua cái xong quay lại. Thì bạn con mới tưởng con là BD, bạn con hỏi mà. Sau cái bữa đám cưới thì bắt đầu con kể từ cái mốc mà sau cái sau cái bữa đám cưới thì rồi. Là cái tối hôm đó thì con có về, tại vì con nghe loáng thoáng vợ con tên như vậy đó thì con mới về. Bây giờ cái manh mối đầu tiên là như vậy, nhưng mà nếu mình đi hỏi thì nó quá là dở, là coi như là mình ấy rồi, cái này mình dựa vào duyên số. Nếu thực sự là vợ của mình á, mình cứ dựa vào duyên số thì tự nhiên vậy đó, con tìm được luôn. Mà lên Facebook là tìm được luôn đó. Con tìm được đúng vợ con luôn, mà hình avatar của vợ con đó là che cái mặt. Che nửa mặt. Che hết cái mặt, trừ cái điện thoại nè, mà con tìm ra được đó. Xong rồi cái nhắn cho vợ, con có nhắn cho vợ con như nè, khen vợ con dễ thương. Rồi chỉ nhắn vậy thôi, thì tụi mình cũng không làm bạn. Vợ con nhắn lại là mình làm bạn gì đúng không? Con nói không, thôi tụi mình không có làm bạn gì đó, không có làm bạn gì với em hết á. Xong cái tự nhiên vợ con lóc luôn. Con thấy là tự nhiên lý do là sao làm vậy, trong khi em thích, em đã xác định tức là hiện cái hiện trạng lúc đó của em á là em chưa có xác định gì hết, mà em chưa biết là em thật sự hay là em chỉ là chỉ bị choáng chút xíu là em gặp vợ em vậy thôi. Con gặp vợ con vậy thôi, rồi nhiều khi giống như là như bao lần mà con bị nhìn hớp hồn chút xíu vậy thôi, thì con mới bình tĩnh lại, con mới nói vậy đó. Không có làm bạn gì hết, chỉ nhắn vậy thôi, chỉ nói cho em biết là anh thấy em dễ thương vậy đó, là anh biết em vậy thôi. Rồi xong cái giận lóc con luôn. Vậy để Ngọc nói coi, lúc đó cảm giác con thấy đúng là xàm xí đúng không? Đúng rồi, thấy xàm xàm sao, thì những cái vô nhắn tin cho con xong rồi gỡ, xong con hỏi gì thì nói nguyên đống vậy á, xong con chặn luôn. Rồi sao nữa, rồi sau đó là cái cảm giác của con là nó có quên liền không, hay là vẫn cứ khó chịu trong lòng cứ là không có quên? Ngày nào con có hai con nói thiệt luôn nha, là con có một cái nick để dùng đi theo dõi những cái người con chặn á, tìm như thế nào à, chặn bằng nick game mà theo dõi mà. Ở một khoảng thời gian dài ngoài Đà Nẵng luôn, con chả nghĩ tới. Nói chung lâu lâu thôi, lúc có đi trên máy bay á, đi di chuyển bằng máy bay qua lại, con có lâu lâu nhớ tới vợ con. Này con nói nếu mà thật sự cái người đó mà là vợ của con á, con nhìn thì chắc chắn vợ con nhỏ, con nhìn cũng biết. Nếu mà thật sự là vợ của con á, thì hãy cho tụi con tiến tới luôn, và hãy mở cho một cái con đường sáng nhất, mà coi như là tiến thẳng tới là cưới vợ con luôn. Chứ đừng có cho con yêu đương rồi giận hờn vu vơ gì hết. Hãy con về lại Sài Gòn. Thì vừa mới xuống sân bay rồi cô, thấy đây ẹp Facebook rồi. Vậy hả? Ẹp Facebook nói ủa kỳ ta, sao tự nhiên ẹp Facebook mình. Con nghĩ đầu đó, nguyên buổi con về làm buổi trưa, tới buổi tối á con mới nhắn lại cho vợ con. Nhưng mà để hỏi Ngọc coi, sao lúc đó con lại ạch Facebook ảnh lại vậy? Tự nhiên con thấy tự nhiên con vô cái danh sách chặn của con á, tự nhiên mắc gì phải chặn anh này, cái em con mở ra luôn. Không. Cái con kết bạn xong con lại hủy tiền. Trong vòng 24 tiếng là con nói là con sẽ giải quyết hết
thì con mới gặp vợ con. Thì trong vòng 24 tiếng sau là con tìm cách gặp vợ con để nói chuyện với vợ con. Mới ngày đầu tiên thôi là con nói trong vòng 6 tháng anh cưới em. Cái vợ con cũng ừ nữa. Sau này con hỏi vợ con, ừ thì vợ con đúng đó. Vợ con nó nói là má là nghĩ khùng đi. Đâu mà kể, con kể coi lúc đó em mới thấy Ngọc nó bị sổ sàng quá, trong khi nó chưa biết gì hết. Đúng rồi, Ngọc kể cái cảm giác của con đi. Đúng rồi, lúc đó con thấy là sao má ơi, mới nói chuyện được có một xíu mà kêu cưới trong vòng 6 tháng. Xong rồi con hết hồn, lúc đó con không hiểu sao mà con ừ nữa. Con ừ mà con vẫn đang khùng. Con không hiểu sao lúc đó con ừ luôn. Mà lúc đó em còn đi học không? Lúc đó em dạ không ạ. Lúc đó là em gia đình em định là sẽ cho em sang nước ngoài á. Nhưng mà không hiểu sao gặp anh Thuận thấy không? Vợ con với con gặp nhau trong cái quán ăn, xong rồi cái hai đứa nói chuyện với nhau. Xong rồi con hỏi vợ con là có người yêu có gì không thì con không. Vợ con hỏi lại, con nói luôn là anh đứng đây là anh hoàn toàn sạch rồi đó. Không có ai hết đó. Xong bắt đầu hai đứa mới vô mới nói chuyện. Nói là từ bữa đó tới ngày hôm nay là hầu như ngày nào tụi con cũng gặp nhau. Chị Vân thấy có nhiều cái khoảnh khắc không? Vừa trên nó bay xuống thì vô tình bạn này bật lại kết bạn ngược lại, thì đâu vô tình mà Thuận lại cầm điện thoại lại lướt lại thấy cái đó liền. Nó bật xong rồi lại mà nó như vậy nè anh Tiên, là đó, vợ con vừa mới ẹt con á là vợ con gỡ ra liền. Đúng rồi, chứ không phải là ẹt để chờ con ẹt. Ẹt xong có đâu có mấy phút sau à là gỡ ra, là con thấy rồi, con đã thấy rồi. Đúng nhưng rồi con đó. Không có nói để con coi tới tối làm sao. Con không thấy xong tới tối con mới gọi luôn đúng không? Đúng, thấy con thấy không ổn rồi con gọi luôn. Bây giờ cô muốn hỏi Ngọc là cái ngày đầu tiên mà con về con nói chuyện với ba mẹ con á, là đó giờ con có bạn trai vậy á. Thì lúc đó là ba mẹ con phản ứng như sao? Lúc đó hả? Kiểu là trước giờ con không bao giờ, cho dù con có bạn trai hồi đi học đi, con không bao giờ nói cho ba mẹ con biết là con có bạn trai gì á, tại nhà con không có cho con quen sớm. Thì lúc mà nghe con dẫn bạn trai về á thì ba mẹ con hết hồn. Xong ba mẹ con kêu là trời đất ơi, mày có đi đâu chơi đâu mà sao quen được bạn trai. Xong rồi con mới kêu là tại hồi bữa con đi đám cưới nên con gặp anh đó. Không, con chưa có nói là anh Thuận. Xong rồi khi ba mẹ kêu á thích à lộn quen ai thì dẫn về đây, tại vì ba mẹ con chắc con á quen ai không bao giờ dẫn về, chỉ có nói cho anh chị con biết thôi mà ba mẹ không được biết. Xong rồi con dẫn anh Thuận về luôn. Rồi trước khi đó con có nhớ hàng là anh Thuận quay một cái TV show ở trên truyền hình á, làm con, để nấu ăn đúng rồi nấu ăn á con. Xong rồi con chỉ anh này đẹp trai ghê luôn á, này mà con rể của ba thì sao? Chỉ là giao đại thôi đó. Đúng rồi. Xong rồi ba con kêu mẹ ơi mặt nó già như vậy mà nó chưa có vợ tao chết liền. Đúng rồi, kêu là chắc có vợ đó. Xong con kêu chưa đâu, hồi bữa con có lên mạng tìm hiểu rồi chứ có vợ đâu. Xong con nhắc anh Thuận về nhà. Gặp Thuận thì phản ứng gặp anh Thuận thì ba mẹ con kêu má ơi sao nhìn ở ngoài trẻ dữ luôn. Với lại nhìn thật thà, nói chung là hiền lành, ba mẹ con kêu vậy. Nên là có tin liền không? Ngay hôm đầu tiên gặp được ba mẹ vợ con bây giờ là con xin phép luôn. Nhưng mà xin cưới luôn hả? Lúc đầu ba mẹ có nói là có nghi là bị BD không mà giờ này chưa không, có vợ? Dạ không có nghi, ý là không thắc mắc là tại sao giờ này mà con chưa có vợ. Đúng rồi. Có hỏi không? Ba mẹ có hỏi không? Không hỏi luôn. Chỉ có điều hơi liều cái là vừa gặp ba mẹ vợ con lần đầu là con xin phép cho mẹ con lên nói chuyện cưới luôn. Chứ con không có chờ là gì hết á, tại con đã nói trong lòng con rồi. Con gặp đúng người là con phải cưới liền đó. Là con đi thẳng luôn chứ con không có vòng vo gì hết. Hai đứa em có khoảng thời gian để tìm hiểu không hay là bập cái khoảng thời gian tìm hiểu á, tức là khoảng vài tháng tìm hiểu để quyết định đám cưới á. Hai đứa mà nói vợ em đồng ý rồi đó, em gọi điện về cho mẹ, nhắn cho mẹ. Mẹ nói thiệt mày, các mẹ cũng hết rồi. Nhỏ nó có bầu hả? Mẹ hỏi liền nhỏ có bầu hả? Nhỏ có bầu hả? Mà chán rồi. Nó không có, tụi con chưa làm gì luôn ha. Thật sự luôn nha. Con với vợ con là tới gần ngày cưới luôn á. Tức là cho hai bên gia đình cho phép đám cưới thì con vẫn không dám đụng với vợ con, tại vì con sợ là nếu mà con đụng vợ con á mà lỡ mà nó có vấn đề gì xảy ra á là tự nhiên là con làm cho vợ con buồn. Tại vì cái chuyện đó đối với con nó quá bình thường rồi, nó không có phải là một cái cuộc gì đó mà con phải cần có cái chuyện đó cả. Cho nên là con vợ của mình mà giữ mình không có nghĩ là giữ mà là vợ của mình mà không có gì mình phải nghĩ tới cái vấn đề gì hết á. Mình cứ làm xong hết mọi chuyện, lo liệu hết xong xuôi mọi chuyện hết đi, vợ mình rồi lúc đó rồi mình gần nhau cũng được đó. Cho nên là con nói với mẹ con chắc chắn là có bầu, bạn bè con mời ăn nó gì lẹ có bầu vậy, tại vì bạn bè cũng biết coi con mà có bầu hay sao vậy. Nó không đi cưới đâu, chưa có bầu bây giờ nữa. Bằng chứng là bây giờ chưa có bầu. Khúc quen nhau mọi người còn không biết mà thì mình đi đám cưới. Nhưng mà
Thuận sinh là cưới con mà lúc con còn nhỏ xíu vậy mà ba 18. Mẹ con ba mẹ con cho con lấy chồng sớm vậy luôn á. Ba mẹ con kiểu là cứ kêu con là suy nghĩ kỹ chưa, tùy con quyết định thôi à. Chứ thấy anh Thuận cũng được rồi. Nhưng mà ba mẹ con có thích anh Thuận không? Có thích Thuận đóng phim không? Chắc thích đúng không? Okay quá. Ba mẹ con không phải là thích người đóng phim mà là thật sự là tới bây giờ con, tại vì hai đứa con là ở gần nhà ba mẹ con luôn, là ba mẹ con thấy con giống như là một đứa con của ba mẹ vợ con gì đó, chứ không phải là con rể nữa, mà nó gần giống như là con dâu mà là con ruột luôn đó. Ý kiểu nó là nó rất là không có một cái khoảng cách gì hết. Anh phải công nhận là nhìn Thuận á, là ập vô đầu tiên là thấy cái độ chân thành, không có cái độ cái gian xảo á, từ cái nét dịu á, đúng rồi, từ cái ánh mắt, cái cử chỉ, những cái thái độ của mình, cái hành vi của mình, không có gì gọi là để cho bất an cho ba mẹ. Có thể là nhờ cái đó thì cô chú mới tin. Không phải đâu, với lại thực ra mà nói á, là nếu như ba mẹ mà có coi những cái phim mà Thuận đóng á, thì là chắc cũng đã có cảm tình với cái người diễn viên này rồi. Bởi vì thường những cái vai Thuận đóng á, toàn là những cái vai mà kiểu chính diện á, rồi những vai hiền lành. Gào nếp gào tẻ, ba mẹ coi đúng gào nếp gào tẻ. Thì đó, cái vai đó nó dễ thương đi. Rồi thành ra là đó là ba mẹ cứ kiểu như là những người khán giả đó, như là các phụ huynh á, là thường cứ mặc định luôn là với cái người đó, mà đóng cái vai đó mà thành công á, mà tạo cái dấu ấn tốt đẹp á, là cái người diễn viên đó là cũng sẽ giống như là cái nhân vật đó đó, thường là hay bị ngộ nhận cái đó. Đúng rồi. Nhưng mà ăn thua là sau này khi mà bắt đầu tiếp xúc trực diện rồi thì là còn giữ được cái cảm tình đó hoặc giữ cảm xúc đó hay không, là lúc đó mới là Ngọc Thuận đó. Dạ. Đúng không? Cái quá trình mà trước khi mà em giới thiệu Thuận cho cô chú biết á, thì lúc đó hai đứa quen nhau thì quá trình rồi đi chơi có phải khó khăn với nhau không? Khó hơn chút xíu. Tại vì anh Thuận á là làm về khuya, quay phim á về khuya 11, 12 giờ lận á, mà nhà em khó lắm luôn á. Giờ làm em mới sao? Dám nói nha. Ba mẹ huynh xin lỗi ba mẹ là em buổi tối á là 11, 12 giờ em đâu được đi buổi tối khuya đâu, thì ba mẹ em có khóa cửa. Nhưng mà em tìm cách để em đi ra để gặp anh Thuận một chút xíu thôi à. Đến giờ cô chú chưa biết luôn. Nào cũng gặp nhau đó. Khoảng 30 phút nói chuyện gì đó, nhiều khi 10, mấy cái quán sinh tố kế bên nhà, đúng cách rồi, mấy căn nhà gì đó. Tại vì ba mẹ em là làm buôn bán bỏ mối rồi, nên là 9 giờ là phải ngủ, đúng rồi 2 giờ là phải dậy để soạn hàng. Cho nên là cái khoảng thời gian 9 giờ tới 2 giờ là ba mẹ ngủ. Là giờ vàng của tụi em đó. Giờ vàng tụi em gọi là giờ giới nghiêm là 2 giờ. Trước 2 giờ là phải về nhà đó. Giống như là Juliet vậy đó. Đúng rồi, đó, đúng vậy. Nhưng mà bữa nào mà vợ con kiểu vui với bạn quá quên tới 2 giờ là bữa đó con chết luôn, là con chết rất là khó, con bị thấy có lỗi vô cùng luôn, kiểu chứ từ lúc cưới vợ con tới giờ là tụi con bị hai lần hả? Hai lần bị như vậy. Hai lần là mà mình mới gặp vợ nữa, không biết tiểu sao mà chẳng lẽ rủ con gái người ta đi khuya rồi đi đâu cô? Cuối cùng là ở gần nhà nó có cái chợ bán sinh tố á, cứ ra đó ngồi đó, ngồi chai ly vào đó luôn, cứ ra uống ly hết ly sinh tố về, hết ly sinh tố về. Xong rồi con sáng là con lại phải thức sớm đi qua mà liên tiếp trong 3 tháng trời. Đúng là chỉ có tình yêu mới làm nổi cái chuyện đó chứ sức đâu. Trời ơi, ngủ có chút xíu à ha con. Trời ơi, hai đứa này đúng là như cổ tích á. Thực ra là gì nè, cô thấy qua cái chuyện này là cô thấy dường như nó là định mệnh, mà người ta nói là hai nửa vầng trăng á là của nhau, là phải gặp nhau. Có cái phim mà Two Moon in Junction á, nó đúng như vậy luôn, nó khớp đến đúng thời điểm luôn. Thuận là chắc cũng trên trển xuống á, cũng lỗi lầm gì á xong rồi đầy xuống, đúng không? Rồi đến hết cái nghiệp đó rồi bắt đầu mới đưa tiên nữ xuống, đạp tiên nữ xuống đó, rồi cứu vớt đời nó đi đó, là mấy chục năm trời luôn. Mấy chục năm trời mới được như vậy. Giờ lúc mà con chuẩn bị cưới á, con có chơi với một số bạn thân á, thì một số người cứ lôi ra ngồi như nè, hút thuốc, con không biết hút thuốc, con ngồi gì đó uống cà phê, cái bạn hút thuốc rất chảy đời, xong em lấy vợ là sau này em sẽ khó khăn đủ thứ á. Bây giờ nói chung là bạn con toàn đưa ra những cái mà mình chưa lấy vợ mà đưa cái mình muốn lấy vợ luôn, xong rồi bạn con mới nói với con á là mình một mình đã khó rồi mà bây giờ mình có vợ nữa thì mình sẽ không có vươn tới cái đỉnh cao nữa. Con cũng nói với bạn con một câu, chắc bạn con cũng hơi buồn con chút xíu. Con nói đỉnh cao của em là hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp của em đã gần 20 năm rồi, em thấy nó vẫn vậy. Tiền bạc có lúc có lúc mất. Nhưng đến giờ phút này đỉnh cao của em là em cảm thấy một gia đình hạnh phúc. Em không biết là em với vợ của em sẽ sống với nhau được bao lâu, nhưng ít ra trong cuộc đời của em đã có một khoảng thời gian đó hạnh phúc, còn lại em chả quan tâm nữa. Đúng, vậy là đủ. Thấy chưa, hạnh phúc
là lựa chọn. Dạ. Hạnh phúc là yêu thương. Đúng không? Ừ. Đúng với cái cặp này luôn á. Đó. Mà lựa chọn phải đúng thời điểm nữa, đúng không con? Dạ. Công nhận ha, nó ngồi trên máy bay mà nó khấn, nó cầu trời cái đó, vẫn Phật. Cái đó là con nói thiệt luôn á. Con linh nghiệm luôn á, đi con đường ngắn nhất luôn mà ngắn thiệt. Con nhìn ra cửa sổ á, cứ bay cao, con nhớ là cứ đạt độ cao nhất là con ngồi con nói. Đó. Mà cái thời điểm đó con đi máy bay hoài. Đó. Mà đi ra đi luôn. Con công nhận là ngắn thiệt không? Xuống một cái là gặp liền, đúng không? Là nhận được một cái tin liền, đúng không? Rồi 24 tiếng đồng hồ sau là gặp liền. Mà nó có một cái trùng hợp nữa nè. Cái chuyến bay Đà Nẵng đó là cái chuyến bay mà con xong việc cuối cùng ở Đà Nẵng, là từ đó tới giờ chưa quay lại Đà Nẵng. Con thấy là đúng là có sự sắp xếp luôn á. Thiệt luôn á, dạ. Mặc đó. Dù là công việc Đà Nẵng vẫn còn nhưng mà nó không cần con phải đi ra đó nữa. Chuyến bay chữ chuyến bay cuối cùng từ lúc mà con gặp vợ con tới giờ quay trở lại Đà Nẵng. Đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa lấy nhau là được mấy tháng ta? Bữa cô mới chính xác là 17 tháng 12, 17 tháng 1, 17 tháng 2, 2 tháng 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Coi như chính thức về ở chung với nhau. Đúng luôn á. Giống như là em lớn hơn bé Ngọc cũng gần 20 tuổi đúng không? Đúng rồi, 17 tuổi, 17 tuổi. Và chắc chắn là nó sẽ có những cái khoảng cách. Khoảng cách về cái tư duy, khoảng cách về suy nghĩ. Thì đôi lúc khi nào nó có những cái bất đồng về nó cái đó không ta? Câu đó rất là hay luôn. Mọi người nhìn vô thấy khoảng cách đúng không? Con giờ con không có khoảng cách nào luôn. Con trẻ hóa đi, sáng con hoạt hình chung với vợ con. Vợ con là đúng đúng giờ là ăn, đúng giờ là ngủ. Sáng dậy con hoạt hình, tối dọn dẹp coi Elsa hay coi gì coi tùm lum hết cô. Tức là hoạt hình, tức là giống như là một bé gái mà trong độ tuổi cấp 2, cấp 3 gì đó. Dạ. Rồi bánh tráng trộn, nói chung là giống như một con đang cảm giác giống như là lâu lâu con chọc hết. Cháu cần ăn gì chú đi mua. Nhưng mà con nói với cô cái điều này không biết là vợ con sau này có vậy không nữa nha. Nhưng mà có cái điều này là con thấy hơi bị ấy luôn á. Đó là vợ con chăm con quá. Nhiều khi hai đứa ngồi chơi thôi, con nói cái con coi coi nè, con nói ồ cái này anh thích quá. Mà nếu sau này mà anh mà có ấy chắc anh sẽ mua cái này. Sáng ngày mai cái món đó nằm ngay trong nhà luôn. Bất cứ là món gì, hiểu tâm lý em vậy luôn. Đang sống với một bà tiên, có nghĩa là cái là như giống như ông Bụt á, cầu được ước thấy đó. Chỉ cần cái đây chỉ cần ước là ngày mai có. Không có ước mà ngồi gì nói á. Tại vì á con á là con về á, có nhiều người á tức là điện thoại đồ này kia là phải để cá nhân riêng, nhưng con nghĩ là mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Cuộc sống của con muốn cái gì đó nó thoải mái. Con không có muốn cái gì đó mà phải suy nghĩ. Ở trong nhà là mình phải thoải mái nhất có thể. Điện thoại con là vợ con muốn coi gì được, muốn làm gì giữ điện thoại, trả lời tin nhắn của con luôn càng tốt. Cái đó là đó. Một cách tốt nhất để cho con ấy khỏi đỡ mất công. Thì con lướt á, con lướt cái con like hoặc là con bỏ vào giỏ hàng á. Là vợ con thấy rồi, mai vợ mua đem về cho con luôn. Nhưng mà rồi á, con hỏi nè, ví dụ giờ á anh Thuận như vậy á, là diễn viên vậy, rồi đẹp trai vậy ha, rồi con có ghen không? Con có sợ là như anh đi đóng phim này kia nọ rồi nhiều chị thích không? Con có sợ không? Con không biết sao chứ con cũng không có sợ, không ghen. Lâu lâu rồi con thấy mấy chị kia comment Facebook á thì con chọc vợ anh nè thôi chứ không có thấy ghen hay gì á. Con tin tưởng anh Thuận. Con tin tưởng anh Thuận đúng không? Rồi ngược lại á thì là con có ghen, là con có sợ là con có ghen nha. Ví dụ như vợ con mà, nhưng mà tại vì vợ con ở nhà với con không à. Chứ nhưng mà con đã đi với vợ con mà vợ con đi ra ngoài đường mà có ai mà ấy, con có ghen á. Con ghen hả? Con ghen nhưng mà con không có nói như vậy, nói riêng với vợ con là vậy là anh không thích như vậy. Rồi bây giờ ví dụ như những cái người bạn của vợ con, những cái mối quan hệ bạn bè trước khi mà lấy con á, thì sao? Vợ con là có một nhóm bạn học thôi mà toàn gái không à. Mà đi chơi con dắt hay anh Thuận? Dạ, xong rồi con vô luôn, giống như bạn của mấy đứa. Đâu vô là con chú chứ. Bạn không, bạn mấy đứa luôn là mặc đồ y chang luôn, kiểu áo thun rộng sọt rồi này kia. Kể cho anh thấy hình ảnh em giống không? Nói, anh em giống nhau. Nói chung là con trẻ hóa, giống như giờ con lúc mà con đi làm thì con mặc đồ nghiêm túc chỉnh tề, còn con đi với vợ con là con mặc đồng trang lứa luôn. Đúng rồi. Rồi giờ sao rồi cái chuyện cái đó là cái may mắn của mình đó. Rồi cái chuyện kinh tế trong nhà thì là ai là người quản lý, ai là người chi tiêu? Bình thường ở nhà là vợ con chọc con dữ lắm. Tức là vợ con là giống như một cây hài vậy đó. Chuyên chọc cho con, không bao giờ mà làm cho con buồn được. Chọc con là coi như cả ngày, mà nhiều khi quả em đừng chọc nữa, giống như để anh bình tĩnh lại, anh suy nghĩ lại chút xíu.
vợ con có cái tính rất là hài hước, rất hay chọc ghẹo này kia trong nhà đó, nhưng mà ra ngoài thì lại nhát. Còn con ở nhà thì con lại ít nói hơn, ra ngoài thì con lại dạn hơn. Rồi nhưng mà vợ con được một cái là tiền bạc rất là sắp xếp rất là tốt, là biết quản lý phải không? Dạ, biết quản lý, biết con, chi tiêu. Dạ con để từ lúc mà chưa lấy vợ con mới thấy là chết rồi, mình một mình đó, nhiều khi mình còn gặp khó khăn này kia, giờ mình lấy vợ rồi thôi mà mình cứ lấy đi, mình đã giống như đã muốn, đã cầu nguyện, đã thật sự muốn lấy vợ, muốn mình yêu thương cái người vợ này của mình thì mình phải cố gắng. Thì con nghĩ là cưới về tụi con sẽ gặp một số khó khăn nhất định, nhưng mà từ lúc cưới vợ con về tới giờ á, con không có lo gì tới tiền bạc hết trơn á, tại vì con đưa vợ con hết luôn. Vợ con sẽ là người quản lý, hết luôn đó. Mà vợ con cái gì mà đưa vô trong cái sách á là gì, vợ con không thèm lấy ra, tức là vợ con có cách kiếm được những cái nguồn ở ngoài là chi tiêu trong nhà, là con thí dụ đi làm gì về tới cái gì vợ con biết con có tiền hay gì á, vợ con nói đưa đây, vợ đút vô cái sắt, là cái tiền đó nó chỉ thêm thôi chứ nó không có bớt đi. Dạ từ lúc nó tuy là ít nhưng mà nó thêm chứ nó không có bị vơi đi, và con nó không có phải tính toán hay suy nghĩ là tháng này mình phải làm bao nhiêu tiền hay là mình phải chi tiêu sao, vợ con giải quyết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà tụi con bây giờ đang ở riêng hả hay là ở chung? Hiện giờ là ba mẹ con cho hai vợ chồng con ở một cái căn nhà đối diện, nhưng mà nhà đó không phải là nhà của tụi con. Căn nhà của tụi con là dài bữa tụi con đang nhờ kiến trúc sư, là chắc khoảng một tháng hơn nữa tụi con mới xây thì xong tụi con mới là ở chính thức trong căn nhà đó. Nhưng mà ý là cô nói là hai đứa ở riêng đúng không? Đúng rồi. Dạ, tức là dạ. tự quản lý nhau, tự dạ dạ đó tự nhưng, quán xuyến nhưng mà nó mình. được như vậy là cô là ba mẹ con là làm việc theo giờ giấc, mà cho nên là cái buổi trưa á là mẹ con á rất là thích sum họp gia đình cùng ăn tất cả các anh chị em luôn. Hiện giờ là có chị của Ngọc ở xa về rồi nên là đầy đủ mặt hết buổi trưa. Ba của Ngọc trước đây, ba vợ con á là sẽ là người nấu, vợ con sẽ là người phụ, rồi mấy chị rửa chén rồi này kia, nói chung nguyên một nhà buổi trưa nó là như vậy. Từ lúc cưới vợ về á con cảm thấy cái quỹ thời gian của mình nó vô cùng ngắn. Mở mắt ra quay qua cái tối là tại vì nó bận liên tục mà thấy anh Thuận nó linh hoạt hẳn ra luôn á. Tức là hồi đó cô đi quay với anh Thuận á, Ngọc lúc nào nói chung là chậm. Nó u sầu lắm con, thiệt nó u sầu lắm, ít khi nào nó không có cởi mở. Kiểu như nó quay à thì nó quay vậy đó, xong cái nó đi kiếm chỗ nào nó ngồi góc liền nó không có cởi mở, mà mặt nó không có tươi, mặt nó tươi nó buồn lắm. Có bây giờ thì là khác. Bây giờ thì rất là vui rồi. Đó thì cô muốn hỏi con nè, khi mà con về ở với anh Thuận á, anh Thuận còn có cái tật xấu gì không, hay là bây giờ anh Thuận là người hoàn hảo rồi? Tại cái khoảng thời gian mình tìm hiểu nó ít quá, ít ra thì về nhà nó phải lòi tật xấu ra. Không, kêu về nhà là con đã biết có tật xấu rồi. Là em có cái ngày đó thì con đi qua cái chỗ mà anh Thuận ở, thì con muốn vô phòng của anh Thuận để xem, để vô đó thôi chứ không có làm gì hết á. Thì anh Thuận sẽ đi đánh cầu lông, em muốn vô phòng anh em ngồi em nằm nghỉ được không? Xong anh Thuận cứ cản con, không cho con vô, đừng vô. Nhưng mà em đang nỉ mãi mà mở phòng ra hết hồn, quần áo dục lên tứ tung luôn, là không biết từ đó rồi đó. Tức là đồ cầu lông dục góc, quần áo đi quen dục góc, giày dục góc tùm lum á. Vô. Con mới nói với vợ con là đừng có vô trong đó mất công nó xảy ra những cái chuyện không hay. Ý là việc con là gà vô cái chuyện đó mà anh không có muốn. Rồi vô trong đó rồi anh với em như vậy nó xảy ra những cái chuyện không hay cho em, anh không muốn như vậy, con viện đủ lý do hết. Xong rồi vợ nói giờ anh đi đánh cầu lông rồi thì giờ em vô trong đó. Ông bừa bộn đó, ông muốn giấu, giấu là chỉ có cái bừa bộn thôi hả, còn có cái gì nữa không? Thay đổi được chưa? Chưa, bây giờ con vẫn phải làm. Bây giờ là vợ con, ý là con làm mà con không có vợ con quán xuyến cái chuyện đó luôn, cho nên là lúc nào cái chỗ ở của tụi con đó nó cũng sẽ nghiêm túc đầy đâu đó đâu ra đó hết. Đó giờ hỏi tiếp là còn tật xấu nào nữa? Tật xấu là hay như là hay xì hơi á cô. Xì hơi không, xì hơi nhưng mà nó kinh khủng. Con đã nói rồi, con là con canh như vậy nè, tại vì con biết vợ con, à vợ con hay nháy với con lắm, nhưng mà hay chọc con đó thì con chọc lại, mà con canh là những lúc mà con gần rồi đó rồi con ém, tự dưng đắp nguyên cái mền con ém mà bắt đầu con hay vô bộ con đắp mền là chính là hết. Vợ con tưởng gì rồi ôm rồi vô bước một phát giữ cái mền lại. Cái đó là mình cố tình. Chỉ có hai cái đó, máy đạn á đúng không? Máy đạn á, dạ đúng. Mà mẹ nói này chắc mẹ không mua mít cho ăn đúng không? Còn nói vợ giỡn, mẹ ơi mẹ vợ ở ngoài, mẹ vợ thích mua trái cây đầy đủ rồi trong đó có mít nữa,
mà cứ con ăn mít về là bữa đó là vợ con chết chứ con. Lúc nào cũng đưa mít cả đống về. Vô tình hại con gái luôn. Mà con nó giỡn mẹ con không biết mẹ có phát hiện ra đó. Con có muốn anh Thuận thay đổi cái gì không trong hai cái tập mà con vừa mới nêu ra? Không, con không muốn thay anh Thuận thay đổi gì hết á. Thì nếu mà bày bừa thì con xếp lại cũng được, con cũng không có bực mình hay gì hết á. Thì mỗi lần đi chơi thì mỗi lần xếp lại một đống thôi chứ không có gì. Yeah. Cũng bình thường không? Dạ. Hôm nay tụi con cũng bung đống ra nè, chút nữa hai tụi con về bắt đầu xếp lại. Dạ, thì hôm nay tụi con đi đến đây á là tụi con mặc đồ cưới đúng không? Nhưng mà con thì mặc sẵn cái bộ trong rồi, chỉ khoác áo lên thôi, giờ con thì phải mặc bộ đồ kia. Mà con thích cái áo đó lắm. Lúc nào đi đâu cũng nói vợ con thích áo, nên thấy vợ con mặc thoải mái mà nó nhẹ nhàng, nó rất hợp với vợ con. Mà con biết áo nó nằm đâu hết luôn á, con để vợ con để, nhưng mà để vợ con kiếm. Vợ con bung hết tủ này tủ kia, bung hết luôn, xong hết rồi xong cái nói nãy giờ là tôi biết nó nằm ở đâu nhưng mà tôi để cho cô bung chỉ giờ là chỉ đó đây. Thì em ra em nghĩ chắc chỉ có bạn ấy ra thôi. Ai dè này bạn ấy có dẫn theo là hai bạn nữa. Đi cùng thấy ba bạn rôm quá mà quậy quậy mình thôi thôi nghĩ mày mình bị quậy rồi. Con nói thật lòng đi, với ba cô ngoại trừ chị em ra em thích cô nào? Em thích cô bạn hơn là cô đấy đấy, tôi ghi ngay mà. À mà, tức là ngay đêm đó là nói ngay chuyện đêm một phát đến hai giờ đêm, một phát đến hai giờ đêm. Nhưng mà với tình hình con người như thế này thì nói chuyện gì mà đến hai giờ đêm vẫn còn chuyện để nói. Dám một mình em chiến hết, dám một mình em chiến hết. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng số 1. Rồi, xin chào hai em. Em xin chào chị Hồng Vân ạ, em chào anh Quốc Thuận, em xin kính chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nhung ạ. Em năm nay 32 tuổi và em đang làm kinh doanh ạ. Nhung ở đâu? Hôm nay hai vợ chồng em là bay từ Quảng Ninh vào đây đấy ạ. Vậy hả cưng? Dạ vâng ạ. Wow. Tức là mới hôm nay mới vô tới đây dạ luôn. Dạ vâng. Thì bọn em nhận được lời mời của chương trình là bọn em bay từ Quảng Ninh vào đây luôn đấy ạ. Quảng Ninh là ở có Vịnh Hạ Long đấy ạ. Đúng rồi, chị biết rồi. Quý hóa quá. Công việc kinh doanh của em là gì vậy? Dạ hai vợ chồng em thì có một công ty sản xuất về dược liệu ạ, thảo dược ạ. Mời em. Vâng, em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Trung Cường. Em cũng 32 tuổi bằng vợ của em. Bây giờ chúng ta quay ngược lại thời gian, là các bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau không? Thì cái này em xin phép được nói, bởi vì là em với anh này là thuộc dạng ế. Đúng ra là thời điểm mà em quen nhà em là năm 2014. Lúc đấy em đang làm kế toán. Thì là em chỉ có đi làm thôi ạ. Và gần như là nói đúng là con nhà lành thì cũng không có tìm hiểu, không có yêu đương gì. Và anh này cũng vậy, cũng hồi đấy cũng làm giáo viên. Thế nên là thành ra là cũng không tìm hiểu ai hết. Là họ hàng rất là lo sợ với hai đối tượng này, là hai đối tượng nằm trong diện tình nghi.